Huấn luyện viên TCA thay máu tuyển Việt Nam, nhiều cựu binh không được trọng dụng đã làm rộ lên nhiều chỉ trích. Huấn luyện viên TCA đang tỏ ra rất cứng rắn trong việc loại nhiều trụ cột trên đội tuyển Việt Nam để trẻ hóa. Sau trận đội tuyển Việt Nam thua Iraq ngày 21 tháng 11 vừa rồi, khi được hỏi về việc tại sao không sử dụng Hoàng Đức, huấn luyện viên TCA đã trả lời cực kỳ thẳng thắn. Tôi đánh giá Hoàng Đức chưa đáp ứng được điều kiện. Tôi muốn cậu ấy nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể. Ở đợt tập trung vừa qua, tôi muốn thúc đẩy cậu ấy và cậu ấy cần hiểu mong muốn của tôi. Thực ra, không phải chờ tới trường hợp của Hoàng Đức, các lựa chọn nhân sự từ huấn luyện viên Trucie mới gây ra tranh cãi. Việc ông không triệu tập Hồ Tấn Tài từ trước đấy đã làm rộ lên nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng, ông thầy người Pháp không nên loại các trụ cột đội tuyển Việt Nam vẫn chơi tốt để lấy chỗ cho lớp trẻ. Thế nhưng, Bên cạnh những câu chuyện về Hồ Tấn Tài, về Hoàng Đức, cũng có những câu chuyện khác góp phần vẽ nên một góc tính cách, một góc trong cách làm việc của huấn luyện viên Trucie. Vị chiến lược gia này không chỉ biết cứng rắn trảm công thần, mà ông cũng rất linh hoạt để thay đổi nếu như thấy mình lựa chọn chưa hợp lý hay có những nhân tố đang từ sai biết cách trở lại đúng. Câu chuyện gần nhất là về Vũ Văn Thanh. Vị trí cánh phải mà Văn Thanh thường chơi trên đội tuyển quốc gia thời gian qua được huấn luyện viên Trucia thử nghiệm với cái tên Trương Tiến Anh. Nhưng được trao nhiều cơ hội mà Trương Tiến Anh lại không thể hiện tốt, không đáp ứng được yêu cầu từ huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Thế là rất nhanh, trước khi bắt đầu hai trận chính thức của đội tuyển Việt Nam ở tháng 11, huấn luyện viên Trucia loại Trương Tiến Anh và tìm về với Vũ Văn Thanh. Huấn luyện viên Trucia đã xuống tận câu lạc bộ Công an Hà Nội để gặp Vũ Văn Thanh, hỏi cầu thủ này ba câu về sự nhận thức của Văn Thanh với lối chơi mới và điều đã sẵn sàng cống hiến cho tuyển hai chương. khi nhận thấy sự tự tin từ Văn Thanh, huấn luyện viên Trusie đã trao cơ hội cho ngôi sao này trở lại đội tuyển quốc gia. ngược dòng thời gian về xa hơn nữa, nhiều tháng trước huấn luyện viên Trusie từng gây sốt khi đuổi ngang tài năng trẻ Hồ Văn Cường khỏi một buổi tập. cho tới lúc này, đấy vẫn là quyết định trực tiếp nặng nề nhất mà huấn luyện viên Trusie đưa ra với cầu thủ. với nhiều huấn luyện viên khác khi đuổi một cầu thủ vì lý do thiếu nghiêm túc trong tập luyện. Họ có thể đi luôn cá nhân này, trảm khỏi cấp đội tuyển. Nhưng huấn luyện viên Trucie thì khác. Ông dẫn hộ Văn Cường trong một khoảnh khắc và đuổi khỏi sân, nhưng không tước đi cơ hội thể hiện tiếp của ngôi sao trẻ này. Kết quả là, sau khi bị đuổi, Hồ Văn Cường đã biết và vẫn còn đường để trở lại, thể hiện khả năng, sự cầu thị của mình với ông thầy mới đến SEA Games 2023. Hồ Văn Cường còn được huấn luyện viên Trucier tạo cơ hội cho thi đấu trận tranh huy chương đồng với Myanmar. Tại đây Hồ Văn Cường còn lập một cú đúp. Đây là khởi đầu cho một giai thoại đẹp giữa huấn luyện viên Trucier với một cậu học trò trẻ tại Việt Nam. Bởi sau ấy, chiến lược gia người Pháp thậm chí gọi hãng Hồ Văn Cường lên đội tuyển quốc gia, tạo cơ hội cho tân binh của câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu trước nhiều địch thủ mạnh như Hàn Quốc hay trận chính thức đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Trucie trên sân Philippines, Hồ Văn Cường cũng được thi đấu. Từ câu chuyện của Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Văn Thanh, Hồ Văn Cường, chúng ta dễ thấy huấn luyện viên Trusie là người không ngại tạo ra thay đổi. Kể cả khi phải trảm những cầu thủ quan trọng nhưng đấy thuần túy sẽ là vì lý do chuyên môn, không có vấn đề cá nhân nào. Những cầu thủ từng bị ông thầy người Pháp xử lý nếu biết cách thể hiện tốt thì ông Trussier cũng sẽ không tị hiểm bất cứ điều gì mà triệu tập, trọng dụng trở lại. Những câu chuyện này là các bài học rất lớn với cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Trussier. Các trụ cột đang được trọng dụng cần ý thức rằng phải nỗ lực, phấn đấu liên tục nếu không dễ mất chỗ bất cứ lúc nào. Còn những cầu thủ chưa được trọng dụng, thậm chí từng bị trảm hại nỗ lực, khi họ vẫn có cơ hội trở lại, miễn là trở nên phù hợp phân tích kỹ hơn về vấn đề nhân sự ở tuyển Việt Nam trong hai trận đấu vừa qua, có thể thấy rõ những kết quả khác nhau từ quyết định trao cơ hội cho cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Trucie. Ở trận gặp đối thủ yếu hơn là Philippines, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 62%, chiếc điểm 11 lần, trong đó có 4 lần trúng đích. Với chiến thắng 2 không trên sân khách, việc huấn luyện viên Philip Trucie mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ nhận được sự ủng hộ và nhiều lời khen ngợi. Nhưng ở trận gặp Iraq, trước đối thủ từng dự vô cấp và vô địch châu Á, ông Trusić chỉ có một sự thay đổi người ở vị trí của Quý Ngọc Hải, đồng thời còn sử dụng cầu thủ trẻ nhiều hơn trận trước ở Hiệp 2. Nhưng đây là trận mà yếu tố kinh nghiệm, thể lực của các cầu thủ trẻ để lộ ra rất rõ. Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 44% và không có pha dứt điểm nào, nhận thất bại không một sao bàn thua ở những giây cuối cùng. Trong hai trận đấu, bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đức hùng dũng hoàn toàn không được huấn luyện viên Trussier sử dụng. Ngay cả khi Tuấn Anh được rút ra ở trận gặp Iraq, ông thầy người Pháp lại thay bằng gương mặt mới tên Lê Phạm Thành Long. Dù tuyến giữa cần một cầu thủ cầm bóng, giữ nhịp, chuyển đổi trạng thái nhanh như Hùng Dũng hay Hoàng Đức. Điều đáng nói là Thành Long sau khi vào sân có một màn trình diễn chưa tròn vai, thường xuyên truyền sai địa chỉ, không đủ sức tranh chấp, hỗ trợ hàng phòng ngự lẫn tấn công. Ngoài ra, Việc huấn luyện viên Trucia thay một loạt cầu thủ trẻ vào ở thời điểm đầu hiệp 2 cũng để lại nhiều dấu hỏi. Hệ quả là tuyển Việt Nam xuống thể lực ở cuối trận. Rõ nhất là tình huống hụt hơi của Tuấn Tài dẫn đến bàn thua nghiệt ngã ở phút 90 7. Quyết định sử dụng nhân sự của huấn luyện viên Philip Trucia ở tuyển Việt Nam trong hai trận gặp Philippines và Iraq đến giờ vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Về phần mình, ông Trucia có quan điểm riêng trong cách dùng người. Huấn luyện viên 68 tuổi nhiều lần khẳng định ông không quan tâm tới danh tiếng của các cầu thủ, kể cả đó là những ngôi sao hàng đầu. Huấn luyện viên Philippe Trussier đưa ra lời cảnh báo không có nghĩa là đóng cửa hoàn toàn. Ở một khía cạnh nào đó, có thể đây cũng là một chiêu kích tướng của ông Trussier nhằm giúp các cựu binh phải nỗ lực hơn nữa thay vì nghĩ mình luôn chắc xuất ở đội tuyển. Những hoàng đức, hùng dũng, tiến linh đều có điều kiện tốt nhất để bảo đảm phong độ khi trở về với câu lạc bộ trong khi các cầu thủ trẻ hầu hết phải ngồi dự bị hay thậm chí không được đăng ký thi đấu tập luyện thi đấu một cách chuyên nghiệp để hoàn thiện bản thân chính điều cần phải làm lúc này của hoàng đức và nhiều cựu binh ở tuyển việt nam thay vì buồn hay lo lắng vì không được trọng dụng ở hai trận đấu vừa qua